Hello? Hey yo, my bro. Can you produce for me a beat? Some kind of hip hop, some kind of old school, a bunch of a new school. Man, that shit is hot. Old school. I cannot do that, man. Thế sao lại cứ phải định nghĩa làm cái đéo gì ấy nhở? MC Turn on floor. Old school and new school, I don't know. Old school and new school, doesn't matter. Old school and new school, tôi không biết nữa. Trắng đen cứ lẫn lộn bố mày ở giữa. Old school and new school, nó là giao thoa giữa những điều sắp đến và những điều đã qua. Old school and new school, tao ở giữa, có nghĩa là classic, sao nữa. Nếu mày bố đầu tao ra làm đôi, ôi, thì mày sẽ thấy một nửa là sợ còn lại toàn nốt nhạc mà thôi. Tao hát câu ca từ cuồng họng vang vọng khắp nhân gian. Tương lai quá khứ hòa thành dòng suối chảy mát rơi tâm can. Lời tao không có gì là phi thường, chỉ như những vòng xe quay tiếng lóc cọc phú phương. But I swing free with the funk baby, I do the harmony and make the vibe correct baby. Tôi chiêm ngưỡng hơn 10 năm dòng hai chữ cơ bản, chữ A, chữ B, chữ C, chưa biết thì đừng vội nghệ sĩ thơ thần. Nhưng ông có cái silit đang nghĩ mình là thợ may. Mày sống cho mình đôi cánh nhưng bố trẻ quên con mẹ nó học bài. Các ông nghệ nhân ra đây nhận nghe tôi cho một vé về quê, về lại cái nơi nguồn cội đơn nhập mình là người Việt Nam baby. Châu Á là cái nôi văn hóa nguồn tư liệu ngay đây. Tại sao nỗi hoài tên nâng vài khúc bằng kiểu du nhập từ phương Tây? Chẳng có cái đất nước nào vì đất nước khác đâu. Công là cao trên tông quảng bá chúng nó về mồi thật thần câu. Vận mèo kinh đang làm gì không tư tưởng ta không thiết bàn. Tầm nhìn xa 1 triệu km ta về coi niết bàn. Check it out, yeah. I don't know. Old school and new school, doesn't matter. Old school and new school, tôi không biết nữa. Trắng đen cứ lẫn lộn bố mày ở giữa. Old school and new school, nó là giao thoa giữa những điều sắp đến và những điều đã qua. Old school and new school, tao ở giữa, có nghĩa là classic, sao nữa. Thời buổi người ta chú trọng với vỏ hơn lõi bên trong. Công nghệ trong mày công cụ nhưng đâu dạy mày tư duy đúng không? Chúng nó bảo internet là tương lai kết nối toàn hành tinh, trong khi 2 triệu năm trước đã có kết nối nó gọi là tâm linh. Tao nhắm đôi mắt để nghe sự thật giữa cõi miền trường. Đối với tao thì suối nguồn thông thái nó cũng như là thiên đường. Cụ hay mới thì ông là đối chiếu cho cái việc đang xảy ra. Bốn phương tám hướng bây giờ tao khiến tao lặn con đề 73. Tao ngồi CD 80 quân tao thẳng tập ly. Tao chỉ có mặc đồ thuyền từ tay nghe nhân nasty. Tao nhấp ly rượu vang quán hàng chất lượng mang đĩa sang. Ui cái đi cơn mẹ huynh đài tóc dài đúng là con nô lệ đĩa than. Một ngày thanh thản tao về hướng cảng alo TBO. Tao quất chăn lắm mặt trần giờ ngồi nghe ông nghe si flow. Cuộc gọi đầu số từ Tây, slow gửi hàng nóng cháy đứt mẹ nơi đường dây. Tao thích đơn giản cơ bản sống gần cỏ gần rơm. Tao càng đi ngược lại thì tương lai càng gần hơn. Tao nhặt những thứ nhân loại vứt đi từ ngày này qua ngày khác. Tao dùng văn hóa Việt Nam tao dắt vàng boom bap. Black music culture I dig it baby. I down the earth and dig the root and process baby. Yo straight up like that like a b-boy phrase. I learn on the basic and then I flip baby. Then đi đi down hút bụng mắt tên Razi vì tự trọng mẹ mình. Way the bridge is on the rim vì lê liếm con kẹ mình. Văn quyến vì rằng nhìn lên bạn đứng tổ của mình yêu. Còn tôi yêu yêu Việt Nam trọn vẹn một tình yêu. Từ gọi cái hôn dân tộc trong ngọn nguồn sâu xa, hòa vào dòng chảy đường đại trong từng câu ca. Remember rap it do, do ha do ha. You never thought that hip hop would take me this far. Không học lịch sử cứ đòi hướng đến tương lai, giống như là đọc sách bỏ qua giới thiệu vào mẹ chương 2. Luật sư chưa biết luật đã vội nhận cãi nhận mình. Và bác sĩ không được đào tạo để quên kéo trong bụng bệnh nhân. Nói lời ơi. Before you flip, hey, keep learn the basic. 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 Before you flip. Hãy dùng sữa rửa mặt của Paul.